từ ở ta sẽ tái sanh vào phương Đông, rồi ta sẽ đi về phương Tây, tức là lễ Easter đó. Rõ ràng cho Chúa đã chỉ cho họ biết là Chúa sẽ tái sanh về đâu. Giống như những ngày Đạt Lai Đạt Ma, họ tái sanh, họ cho đệ tử họ biết ở phương Tây Bắc, ở gia đình đó. Nhưng mà cứ đem đi, sư phụ sẽ nhận diện được những cái món đồ của sư phụ. Ở bên tòa thánh Vatican họ có đem tới cho sư phụ nhận diện không? Đâu có. Họ còn kiếm chuyện với sư phụ đủ thứ, đóng cửa núi mình ăn hiếp sư phụ, còn bắt sư phụ đập cái restroom nó bỏ nữa. Mấy anh công giáo không à? Thì tụi mày á, muốn nguyên cái thành phố San Francisco đi xuống dưới nước rồi. Sư phụ đã cứu hồi năm 2015, cái thành phố không có bị chìm dưới nước. Nhưng mà lần này khi mà cha nói á, này nãy cha nói, cái nơi mà sư phụ sẽ trú ngụ không phải là Thiên Long Sơn, mà là nước Việt. Nãy cha có nói vậy đó. Khi mà sư phụ rời khỏi nước Mỹ này, nước Mỹ này sẽ có đại nạn. Chỗ nào có Bồ Tát chỗ đó không có nạn, mà sư phụ đi á, nó mệt lắm. Năm 2015 sư phụ cứu thành phố San Francisco một lần, mà nó vẫn ăn hiếp sư phụ. Ghê Mỹ vậy. Đó là thử thách. Ta sẽ sanh ra ở phương Đông và ta sẽ lưu vong ở phương Tây. Bây giờ ta đang ngồi ở phương Tây, nhưng mà ta trở về phương Đông. Các ngươi á, từng sao làm lễ của ta, lễ tờ lễ tờ nít nghỉ học, cho nên sư phụ mấy nhỏ đi. Easter là Chúa, Chúa sẽ sống lại từ phương Đông. Easter mà cầu mình nói rõ vậy luôn, vậy mà nó không có hiểu, không biết nói kiểu nào để nó hiểu. Bây giờ giống như bài toán đố người ta cho gần hơn nửa bài vậy đó, mà cái đáp số vậy mà không chịu ra. Không, ngài phải thử thách. Phải thử kiểu nào mình đâu có biết được liên thiên đâu. Thì ở trong bài kinh Thiên Trang nó nói rồi đây, nắm giữ gian sen, lo cho quốc thái dân an lo dài, tức là lo cho thế giới, cho mọi điều việc, lo cho cơ đạo ngày mai. Cái thiên tâm chúng ta ngày hôm nay nó mới có mọc mầm thôi, chưa có ra thành cây. Khi sư phụ có thế lực, có một cái tiếng nói với thế giới, với những lãnh đạo thế giới, sư phụ kêu nó ngồi nói, sư phụ kêu đúng 12 thằng. Lúc đó sư phụ có phụ trách mà giống như trong cái bức hình vậy đó, 12 lãnh đạo đó. Lúc đó Chúa đãi nó món gì vậy? Đãi gì đâu. Đãi gì đâu? Chúa phải rửa chân. Hả? Chúa phải rửa chân cho 12. Rồi ok đâu. Rồi, Chúa sẽ rửa chân cho 12 nè. Kêu nó ngồi 12, Chúa rửa chân 12 nè. Thì lúc đó mày chụp cái bức hình lại đi, cái mặt mới của tao nè. Nó không phải là tóc vàng nữa mà tóc đen rồi. Thì Chúa sẽ rửa chân cho 12 ông. Lúc đó Putin nghẹt rồi. Con được rửa chân nè. Khi nào mà sư phụ về Việt Nam mà thành người nổi danh á, thì mấy lãnh đạo thời nay á nó đi hết rồi. Những lãnh đạo thời sau á, cha đã chọn hết. Nói như nước Nga hay Tàu á, là những người hiền từ không à, không có hung hăng như Tập Cận Bình hay là kiểu Biden nữa. Không, Biden ham tiền thôi, chứ Biden cũng không có hung dữ mấy. Hơi ngu chút. Nhiều mấy thằng được cộng từ chức hết rồi. Bữa nào kiếm 12 người vô rửa chân thịt bữa. Rửa chân mà lại phải hôn chân nữa. Cái đó nữa hả? Yeah. Bảo họ làm đeo trước đi. Thiệt không? Thiệt, con cũng được rửa chân này, con có hình nè. Ai rửa? Ông cha rửa, ông cha tránh xứ rửa. Có hôn chân không? Có. Có hình nồng hoàng á. Yêu. Yeah. Cha sẽ hôn chân con và rửa chân cho con. Trong cái giới này á, nó cũng có điểm. Mấy con có bao giờ biết vụ mang giới á, một tuần lễ hôm mà mang hoài cũng không có hôi á. Người tính tơ. Trời, sư mẫu hỏi bạn ơi, mẫu mẫu có phải là áo của tôi bà hay thích ngửi đúng không? Áo cái thùng nó thơm phức à, mà sư phụ mặc cả từng máng thụ tiếng không có chịu giặt, tỉnh đâu có hôi đâu. Bà cứ lấy bà ngửi hoài, ngửi giờ bà ghiền luôn á. Thụ không có mùi hôi thiệt à, thụ không có nói láo đâu. Ai em trung trời ơi, vậy mà rửa chứ.
trời. Làm thiệt. Chắc cái đó chắc đó cho bộ không biết à nghe. Màn này đóng vai khác chưa màn gì đó như đóng phim cổ không có 3 năm mà họ chịu khổ 3 năm bị đóng ba cái đinh cho xong chuyện cho rồi để mà cái phim nó ending phải không. Còn màn này á, là còn nắm giữ gian xe lo cho quốc thái dân ăn lâu dài cho nên cái màn này nó hơi khác chút, khác kiểu xưa. Tại kiểu xưa do Thái bị mất nước 2000 năm, còn kiểu đời mới á, kiểu đời mới á, mà nếu mà nó đóng đinh sư phụ hay là nó tới đây nó ăn xác hay nó làm sư phụ nữa, kẻ quả địa cầu này á, là chắc cha vũ sổ luôn á, thiệt á. Nó phải tạo công đức lại để mà cho cái thời vàng kim, thời Thái Bình. Muốn Thái Bình thì không được giết con của Thượng Đế, đúng không? Thì cho nên cái thời này mấy con yên tâm, ở trên mắt thường sống nước ấm, âm tuổi thì cha mới thưởng lại cho cái thế giới này Thái Bình. Nếu không á, khó mà nói lắm. Cười con nào ông giáo hả sư phụ ơi, chúa xu tái lâm cười á. Con ca hay quá mà bút tiên bởi vậy ca thì đã tử nghĩ là tiên rồi nhưng mà có nói chữ nào đi nữa tự mình phải đốt thuốc đi. Phải có bi trí dũng, trí tức là cái trí huệ, phải biết phân tách. Chúa Giê-xu hồi xưa làm gì, Thiên Tân Kiệt làm gì, có giống hình thức với nhau không? Trên thế gian này không có ai tự lập một cái đạo được. Chúa lập cái đạo, chỉ có con Thượng Đế, có ấn chứng của Thượng Đế mới lập được đạo nghe. Người phàm á, cỡ sư cô vô thượng sư hay là Lý Hồng Chí á, có lỗi lạc, có cả 100 triệu tín đồ khách á, phụ giám thấp trên mạng đó, họ lập đạo đi. Ở nước Việt Nam có rất là nhiều người lôi kéo rất là đông người thách đó, họ lập đạo thì đã biết chết liền á, không phải chuyện đùa đâu. Chuyện như vậy thôi, dễ hiểu như vậy mà họ lại không hiểu, họ vẫn không tin. Còn mấy chuyện mà sư phụ có cái thông thiên nói chuyện được với bà trên đó là bình thường. Còn mấy bút chục năm rồi, từ nhỏ tới lớn rồi không có gì gọi là ngạc nhiên. Bữa nào đi hù rửa chân cho chân túi đi về đó ngồi đi thiên tươi đạo ông giáo chậu rửa chân. Nếu mà có một người có một chút trí thức á ngồi mà làm những cái phong cách, những cái danh từ thôi, tại bên kia bên không dám dùng danh từ với cái công thức nhiều thôi, thì mình thấy nó trịnh trọng chứ thật sự chất lượng không có. Chúng ta là chất lượng có, mình đây là chất lượng có. Vì ví dụ mấy con cứ đọc bốn kinh ngồi thiền rồi cứ đạo thiên tâm là đạo thiên nhiên tự nhiên, không có ràng buộc, không có ép buộc. Khi mình lấy một người chồng, nó là đạo Hồi giáo hay nó là đạo ma đạo quỷ gì, mình thiên tâm mình vẫn thiên tâm, mình không có cần phải bắt người ta theo đạo mình. Cho nên thiên tâm rất là rộng mở và cởi mở. Những hiện tượng này, tôi ngồi hỏi mấy vị là như thế nào, mấy vị nói
thì đất nước đang loạn lạc, người còn khổ sẽ khổ thêm, tối tối thêm, chết chết nhiều thêm, thì nó sẽ có những cái hiện tượng báo động trước như vậy. Nước Việt sẽ không có khởi sắc đến khi nào một chiếc máy bay 7 Airbus 380 2 tầng lầu chở 900 người, 900 đệ tử họ Thiên về nước Việt, thì lúc đó nước Việt mới khởi sắc. Còn họ Thiên chúng ta còn lưu vong khắp hải ngoại, tội cho những họ Thiên ở trong nước và những thân nhân của mình còn khổ bệnh. Chứ chúng ta ở đây thật sự nó khổ chứ không đâu có quá đâu, cũng còn sống được, cũng còn sự sống. Ở Mỹ tuy là mình làm ít tiền nhưng mà mình không đến nổi, còn bên kia không tiền là chết, không tiền là thiếu dinh dưỡng, không tiền là không có quan tài chôn. Thì mà trong nước là như vậy, còn chúng ta ở đây chỉ là cái hồ lô nó hơi cạn chút xíu đâu có nhầm gì. Mỗi lần mà hồ lô cạn thì vợ chồng lục đục thì cứ qua đây chơi với hữu hồi tiền là hết lục đục. Giống như Bích Vân với Huy á, nó qua hoài á, đóng cửa tiệm đó, nó hai ba tiệm nó đóng hoài nó ghẻ ngồi. À, nó con thích đóng cửa tiệm, qua đây chơi với hữu nhiều hơn là mở cửa tiệm. Nó lái từ đây tới, nó lái như là đi đây qua đào thao vậy, lái 14-15 tiếng là như đi chơi. Đây gần Phật gần trời á, hết mơ tiền quá không? Tiền cứ đóng hoài. Thì cười hoài đệ tử. Dạ. Con hay cười lắm. Con tên gì vậy? Quên. Dạ con tên Dung. Dung hả? Con là con của chúa giặt luôn phải không? Nghĩa là thùng luôn vậy đó. Dạ. Tức là đạo chúa thùng phải không? Nó đạo giáo phải không? Dạ, con ra là con giặt. Hả? Dạ, con giặt phải đâu? Đạo lúc đồng ngữ. Đây con đạo ông giáo nè. Lúc đồng ngữ. Chùa có nhiều người đệ tử đạo ông giáo. Gia truyền đẻ là đưa đi rửa tội là đạo. Cũng có về thì lúc đó sư phụ lên ngồi thiền ở trên điện mẫu á, cha mặc áo lông bào xanh thì cha dạy sư phụ những chuyện của sư phụ thì không nói đây, còn cha kêu sư phụ nói lời mấy con thì sư phụ phải nói, là kêu họ Thiên tất cả các con là những người đầu tiên đi cùng với sư phụ những ngày khởi đầu rất là đi vào lịch sử nhân loại. Những cái bức hình mình chụp thấy đơn giản nhưng mà không có đơn giản, nó sẽ nằm trong thư viện thế giới sau này. Một điều cha khuyên là thời sàng lọc chưa có chấm dứt, sẽ còn khổ nạn tiếp tục. Mong tất cả các con giữ vững lòng tin, giữ vững nha, tin cha. Cha kêu giữ vững lòng tin, tin cha. Và đồng thời những người có mặt hôm nay, cha đã giống như hộ trì hết rồi, tức là đi tức là mình tắm bữa nay vậy đó. Để cha nói gì ta, để sư phụ từ từ nhớ coi cha nói gì. Tại lúc mà nói qua nói lại á, cha còn nói Thiên Long Sơn không phải là nơi chánh thức của sư phụ, nhưng mà ở nơi này rất là nhiều, bất cứ chỗ nào trên núi này đều có dấu chân kỷ niệm của sư phụ ngày tạo ra. Mà hồi nãy cha nói không phải, sau này sư phụ sẽ về một nơi khác, thôi cha chỉ nói vậy thôi. Rồi khi cái nhiệm vụ kỳ này, cha nói con còn đi những cái thành tinh khác, những cái nơi xa xôi hàng tỷ tỷ năm ánh sáng ở ngoài kia để mà lập đạo, những nơi đó cần có con nữa. Thì cha nãy cha nói sư phụ vậy đó, thì giống như cái nghề của sư phụ là lập đạo từ bao đời nay, 2000 mấy năm về trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Thì cha nói những nơi xa xôi kia họ cũng đang cần con. Thì khi xong cái màn này
thế giới sẽ trở về thời đại đồng thống nhất, không còn thánh chiến nữa. Thì lúc đó thế giới này hết bất công, lời nguyện sư phụ đã đạt. Thì cha sẽ cho một cái mission mới, mà không biết hành tinh nào, hành tinh thằng lằn hay là người xám hay là người gì chưa biết. Đó là những lời hồi nãy mấy vị có nhắn nhủ lại. Bữa nay rất là trịnh trọng trang nghiêm, lần sau mình làm cho nó hay hơn nữa không? Thì cứ vậy thì nó ra cái buổi lễ. Chứ hồi xưa giờ 10 năm nay sư phụ làm đâu có đủ nhân lực đâu, dọn ra rồi là cúng, chứ không có dân. Thì bữa nay có thêm cái đó thì nó trang trọng hơn chút thì cũng tốt á. Thì hy vọng năm sau núi được tự do mở cổng, thì lúc đó mình sẽ thông báo tất cả hồ thiên về, có thể 5-7 nghìn người. Còn bây giờ giữ im lặng, ai có ai hiểu thì tới, ai hiểu thì không thôi, mình được nhiêu đây cũng đủ rồi. Chủ yếu là có một cái video làm lưu niệm, và có các chư vị về đây để chứng minh có một điều sư phụ làm sai bữa nay. Đó là khi sư phụ đọc sớ cha đứng cha nghe, là sư phụ nói là 7 năm kỷ niệm thành làm đạo, mà cha nói không phải, 8 năm rồi. Đó, thì có cái đó. Cho nên năm tới là năm thứ 9. Mà cứ ngày vía Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 2, ngày âm lịch á, mình đừng có nhớ cái ngày dương lịch. Tại vì cái dương lịch á, ở trên trời không có tính, trời anh tính âm lịch không à. Như ngày mùng 9 Tết của cha hay là ngày 1 Tết của mình vậy đó. Tất cả hôm nay được thành công mỹ mãn là do nhờ, thứ nhất về ẩm thực là có Trinh lo, bông hoa đứa nào ta? Đông lắm, giờ không nhớ tên, rồi Sương, mấy đứa vòng vòng đây nè, 7 đồ á, Veronica nữa, ai nữa? Mỹ Hạnh ở đâu mà nó không thấy nè. Mỹ Hạnh đâu? Mỹ Hạnh dưới Long Cung ở đâu vậy? Lặn rồi hả? Lặn xuống biển rồi hả? Hồi nãy giờ không thấy Mỹ Hạnh ta. Thì Mỹ Hạnh có nhiều. Thì nhờ đứa nào mỗi đứa góp sức. Thì tất cả những đứa họ thiên đang có mặt ở đây mà ở tiểu bang khác, tuy là cũng cực khổ lái xe qua đây, hay bỏ công việc làm đi máy bay qua đây, cũng chàng pháo đài cho mấy họ thiên ở Thiên Long Thổ. Tại vì không có Thiên Long Thổ, không có thật, chúng ta không có dịch được đạo, sư phụ làm có nổi nhiều quá. Mà mình làm long trọng nhiều chừng nào thì mấy vị thích chừng đó. Tại vì mình cũng giống như hoster vậy đó, mình giống như core này. Một buổi hôm nay cha xuống thì mấy vị trên trời cũng dùng cái buổi tiệc này biến ra bự lắm. Ví dụ như mình cúng một trái khóm, mấy vị biến cái trái khóm bự, miễn sao cho dùng đủ tất cả các vị hết. Rồi mấy vị ở dưới trái đất dễ gì gặp được cha, tại dưới đất đâu có lên trên thiên đình được. Thì cha xuống đây thì mấy vị ở đây cũng gặp, cũng như mình là một cái hosting, là reunion tất cả các chi vị từ các cõi về. Thì Thiên Long Sơn là nơi duy nhất có cái ân huệ đó. Mấy vị Bồ Tát, mấy vị Hồn Thiên Sông Núi, ở ngoài kia có hàng triệu vị Phật mà chúng ta không có biết. Tại vì một vị Phật xuống đây thôi, Phật Thích Ca thôi là đã 2000 mấy năm mà mình biết có một tên à. Chứ ngoài kia có hàng triệu tên mà. Thì bữa nay có rất là nhiều vị Phật cổ có hiện diện ở đây. Rồi các con cho anh chàng vỗ tay cảm ơn. Để biết cảm ơn ai không? Cảm ơn ông thần mưa. Thái tử cảm ơn thần mưa. Bữa nay là ngưng đúng lúc không? Đúng giờ mình ổng hứa. Ngày qua ổng hứa sư phụ vậy đó. Ông nói đúng ra là phải mưa dầm về bữa nay. Rồi ổng là ổng giữ lời hứa. Rồi cảm ơn thằng gió, vỗ tay ông thằng gió. Không ơi gió. Nhưng mà chúc mình về là chuyện không biết rồi nghe. Ngày hôm qua mấy ổng hứa sư phụ vậy đó.
đó. Cho nên thằng mưa thằng gió vỗ tay hay không, cảm ơn. Rồi ở đây thì sơn thần mấy con biết rồi, ổng lo cũng như mấy con vậy đó. Rồi Thích Long Bạch Long cũng lo dữ lắm. Thôi tự cảm ơn Thích Long Bạch Long với ông sơn thần mấy gì ở trên núi. Buổi lễ rất là thành công. Sư phụ không có nói chung không có bị lạ. Ai nói là gặp cha dù sợ bị lạ hả? Nói gì nhỏ này? Ở sư phụ bị la thì sư vui thôi, tại vì có những đệ tử thật sự mấy con phải hiểu cái này nha. Tất cả con hôm nay cái tâm sáng, một người lên đây mà cái tâm không có sáng có thể làm cho hù bi la. Giống như thí dụ nha, những năm về xưa không có mấy đứa con đông gì, những cái người dưới hạng với hồng đó lên họ làm lung tung mà, rồi sư phụ kêu ngồi yên cũng không ai chịu ngồi yên á, cứ đi lụp chụp làm lộn. Thì sư phụ đang ngồi thiền hay đang đọc sớ nó bị interfere, thì lúc đó sư phụ la lên lớn tiếng lên, thì cái đó là cái lỗi, không hiểu không? Mấy vị không có muốn một cái buổi lễ như vậy rất là long trọng, tuy là người thế gian của mình làm cho người kia bực hay là người kia không có làm thông suốt công việc là chuyện của mình, còn đối với mấy vị là phải vui, mình vui thì mình cúng bằng cái tâm mấy vị mới vui. Còn một người ở trong núi hoặc là có những năm hồi xưa có những đứa con nít nó té nó la nó hét sùm hết trơn thì con nghĩ sao? Nó có cái đó, chỉ có năm nay là tôi thấy super smooth. Trời ơi, xưa không có buổi nào mà không có chuyện hết. Rồi còn thêm chuyện nữa, hồi xưa nó đâu có cái này. Mấy ông nội cứ chạy vòng vòng bụi nó bay lên nữa. Bụi, những năm hồi xưa nó không phải là mưa, nó bụi. Cho nên nó rất là nhiều thứ mà mấy con không có thể tưởng tượng được. Một buổi lễ không phải dễ mà nó smooth như bữa nay đâu. Khó lắm ạ. Hồi thấy bữa nay là smooth. Tại vì mấy lần trước á, mấy người kia làm thủ bực thì khi sư vực thì cái hào quang với cái cha đọc được cái tâm á, cha vũa một chập. Tại vì lúc xưa sư phụ không có cho ai đi vô đốt nhang hết, kêu ngồi im hết. Thì căng quá phải không? Tại vì cứ lộn xộn lộn xộn, lúc đó sư Thiên Hải cũng vậy, lục đục. Đâu Hải rồi, năm nay hiền lệ đó. Có nghĩa là những cái năm đầu á, những đệ tử nó không có biết. Tại vì mình là người phàm, nhưng mà mình đang ở trong một cái nơi chung với những vị vô hình mà mình vô tình mình phạm. Còn sư phụ là người ở hai bên tiếp xúc được với mấy con rồi trực tiếp với mấy vị là chính, đúng không? Thì sư phụ phải là người làm sao cho cả bên người hữu hình và bên người vô hình đều vui kìa, không phải dễ làm đâu. Thì hồi xưa nó có những cái gọi là arrow đó, super arrow luôn. Còn thêm những chuyện nữa, có những lúc sư phụ ngồi đó đang đọc sớ, có những Phật tử không có hiểu cái công thức, cứ đi thăng xăng lên vòng vòng chổng đốt nhang, mà sao cản được. Sư phụ đang đồng sao lôi đầu xuống, còn mấy đứa đứng dưới cũng không có lại được. Thì năm nay có những đứa nó hiểu, khi trên đó mà sư phụ mà đọc rồi không ai được lên, chỉ xuống ở dưới này thôi. Có những cái đó mình phải hiểu. Thì bây giờ có một số đệ tử ở cạnh sư phụ á, nó biết được nhiều thứ rồi, công thức rồi. Cho nên khi hồi sáng cha nói núi này không phải là nơi cư ngụ của sư phụ. Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ 500 mấy kênh nè, sư phụ cũng đã tặng cho hết các con rồi, rồi quản lý cho cộng đồng rồi. Sư phụ có một nơi mới. Thì các con hôm nay đã biết như vậy rồi, thì mỗi đứa nhìn thấy cái gì video ghi lại cũng giống như là ghi nốt lại rồi, nó có video làm chứng, thì lần sau cứ làm đúng như vậy. Tại sao mặn và chai? Thù nói thẳng luôn, không có sai. Tất cả vị thiên tướng hay là địa thần, địa tiên, nhân tiên
và những vị mà sống chung với chúng ta nè, ở cõi vô hình á, địa tiên thần thánh đều ăn mặn. Hồi xưa thụ cúng chay mà, hồi xưa tu trong chùa mấy vị không kêu phải chỉnh lại, chỉ có những vị Phật cha hay đức thầy. Thường thường á, sư phụ nói chuyện với đức thầy á, thì sư phụ làm bàn chay. Sư phụ nói chuyện với mấy như mấy ngày trận đạo hay là ông Quan Công hay là ông Chột Qua Sinh Tinh á, im bằng mặn. À, tức nghe là mấy vị thần thì mặn. Còn mấy vị Phật hoặc là những vị như đức thầy, chú Bình Phú Sổ thì là chay, cha là chay, mấy chư Phật là chay. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đạo chúng ta là chánh đạo quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta không có vô chuồng gà hay vô chuồng heo lấy con đang sống mà đi cúng. Cái đó là không bao giờ nên làm nghe. Tam tịnh nhục. Đó là những cái đó. Thì ở ngoài kia có những vị thần, nhưng mà nói thần không thì cũng lần thứ hai mở lần nói chuyện. Thì mấy ông thần, có những ông thần giống như năm tướng mà đùng đùng chết á, Nguyễn Khoa Nam, Trần Nhân Hai, rồi ai nữa ta, có anh nhớ tên không? Nguyễn Nhân Hưng, ai nữa? Lê Nhân Hưng, ai nữa? Trần Khoa Nam, ai nữa? Lê Nguyên Dĩ, rồi ai nữa? Vì sao ông còn ngồi đây? Bữa không đùng đùng luôn đi. Thì những vị đó cũng có mặt ở đây. Họ không phải là ma. Họ, nhưng mà họ không có hào quang sáng. Tại vì họ vừa mới chết. Họ cũng là người như mình, nhưng mà họ chết anh hùng á, thì cũng được đi theo mấy ông thần, đi hộ mấy ông thần. Thì ở ngoài đó có mấy ông đó. Sư phụ nói chuyện với mấy ông nhiều lần lắm, mà mấy ông thì không có được chọn để mà tiếp xúc với sư phụ. Chỉ có như ngài Trận Đạo hay những gì như Nguyễn Minh Trực thì có thể. Chứ còn mấy ông là lính lát của mấy ông này. Không phải ai cũng có được ở trên chọn mà để tiếp xúc sư phụ đâu. Chỉ mấy vị lớn lớn không à. Thì ngoài đó có cái đó. Nhưng mà khi mình cúng á, những vị mà giống như năm ông mà đùng đùng á, là cần có nhiều khói. Tại cái khói cũng giống như giờ con đang lặn dưới biển, thì cũng cần cái bình oxygen. Thì mấy ông này á, ổng cần có nhiều khói để mà mấy ông trụ lại ở cái buổi tiệc cho lâu. Thì lâu lâu á, mình thấy nhang mình xuống thấp á, thì qua đốt tiếp. Còn để nhang tàn là mấy ông đi á, con hiểu không? Mình đâu muốn ổng đi sớm, ít nhất cũng hai cây nhang đi, tiếng nửa tiếng vậy đó, để ông tâm sự rồi cho nhiều. Đó là những cái bữa lễ căn bản như vậy. Kỳ này sư phụ với mấy đứa đệ tử gần gần nè, chạy lăng tăng mua ông mớ đồ của Ý rồi, chi rồi không, chocolate rồi, candy bar. Cho nên mấy con lấy mấy cái đó về thì ăn bớt nha, đồ Ý không à, ngon lắm. Chi với mật ong á, sư phụ mua mật ong cho Lệ á, nó bị allergy á, mật ong của Cali á, mấy cái bánh mật ong á, ở đó cũng hết xỉn á. Thì mỗi đứa chia ra chút chút, cái này cũng như là quà của Thiên Long Sơn tặng cho tất cả họ thiên người mang về ông mất. Sư phụ ước chi cái bệ này á, nó bự một chút. Tại vì nó nhỏ quá, chỉ được có nhiêu bàn là nhiêu bàn thôi. Sau này á, mọi chuyện mà khi cái chìa khóa, một cái chìa khóa trong đời phụ mà mở thì tất cả mọi thứ, giống mà cổng Thiên Long Sơn, rồi về Việt Nam, rồi bao nhiêu vân 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 vân, nó đi chung có một chìa khóa. Đó là ông chân thần với mấy vị thường nói đời cho phụ. Thường nói là giống như cái trứng rồng chưa nở, nở rồi rồng rồng nó mới bay được, còn bây giờ nó còn là cái trứng như trái banh, như ai muốn đá kiểu nào cũng được. Thì khi chìa khóa mà mở thì sư phụ sẽ xây một cái điện cha khổng lồ trên đỉnh núi. Xe sẽ chạy bọc từ ở bên đó, bọc vào sau lưng, đậu ở trển, làm cái parking cả ngàn cái trên đỉnh núi. Cái núi mình á, không phải chỉ đi bộ, đi xe được, chỗ nào cũng đi xe được luôn á. Hiện giờ là sư phụ đi được á, mà xe nhỏ thôi. Thì chiếc xe nhỏ chạy được thì mình làm đường lộ bự thôi.
chứ không phải là núi mà mình đi không có đi xe được. Chú Phụ sẽ xây cái điện cha khổng lồ để tuốt ở ngoài freeway á, họ cũng nhìn thấy nữa đó. Thì lúc đó mình sẽ là truyền thống lưu truyền nhiều nghìn năm. Ở núi này hiện bây giờ nó chưa có cái công trình gì gọi là xuất sắc á, bự á, để mà gọi là nơi du lịch tâm linh á. Sau này khi hộ nổi tiếng, hàng triệu hàng tỷ người, cả người Mỹ lẫn người Việt, người Tàu, họ biết được họ sẽ về đây. Thì những đứa con họ Thiên có mặt hôm nay, có bức hình đã chụp làm sẽ là chủ nhân của núi này. Chút ra chụp lại cho chắc ăn không? Hồi nãy có đứa chụp không, chụp không? Thì tất cả ai có hình những cái ngày mà gọi là cái ngày khai quang này nè, thì là chủ nhân của núi này. Sư phụ là người ở trên trời, thế gian này trả lại gì của sư phụ hết. Thôi chỉ làm việc cho cha thôi. Thì gắng bảo quản. Và cái quan trọng nhất là một người ở xa tới, người ta, cái lòng người ta nôn nức á, người ta mong về núi. Thì những đứa ở gần đây là chủ núi, thì nói chuyện hay là cư xử phải hiểu ý. Tại người ta expect rất là cao, tại vì đi travel mà không giống như nãy. Thì mấy con là chủ núi, mấy con phải hiểu, đừng có làm ta phật ý. Tại vì cũng là họ Thiên, nhưng mà họ Thiên chúng ta tự do mà. Chứ đâu có bắt mấy đứa phải nhập thất tháng 2-3 ngày gì đâu, hay đọc kinh mỗi ngày gì đâu. Cái tâm tốt là quan trọng, và tâm trịnh nhục là quan trọng, và hiểu về Thượng Đế, đeo dấu thiên tâm là chính yếu. Chứ còn mình chưa có quy tắc lời lỗi thu tập, chỉ là giống như thường nhật đọc kinh để cho tâm nó an bình, an vui, an lạc thôi. Và cho đời sống của mình có một cái mục tiêu để đi, đó là mục tiêu tôi sẽ hy sinh cái xác phàm này, tôi không có màng chuyện thế gian giàu có danh vọng, chức này bà nọ ông kia chủ tiệm gì hết. Tôi chỉ biết tôi có gia đình họ Thiên ở Thiên Long Sơn, tôi có cha mẹ tôi là ông trời, mẹ tôi là Phật Mẫu, sư phụ tôi là con ông trời, sư phụ tôi còn đang ở tại thế, tôi có một cái đại gia đình họ Thiên, đó là đủ rồi. Còn thằng chồng tôi nó ăn hiếp, nó đánh đập tôi, nó không có cho tôi tiền xài, chuyện của nó. Nó sẽ ôm tiền đi xuống cho ông Diêm Vương xài giùm đi. Còn chúng ta sẽ về trời gặp nhau, chứ nó không có xài tiền đô nha con. Cái vàng hộp sòn nó không cần nữa. Tại vì vàng hộp sòn á, nó sẽ đeo cái là như cái con bóng, cái hồn mình như con bóng á, không khi mình rời khỏi xác á. Hộp sòn cục 10 carat thì nó nặng nhiều. 1 carat thôi còn có thể bay được. Còn càng bự chừng nào nó càng kéo cái hồn chúng ta dính ở lại trên cái cõi đời này nữa. Thì lúc đó chúng ta không có được đi. Cho nên tất cả tiền tài danh vọng thế gian đều là phù du ảo ảnh, không có gì là thật hết. Cả xác phàm sư phụ hiện giờ đang đứng đây cũng chả là thật. Tại sư phụ đã chiếc thân hiện bây giờ mười mấy người rồi, đi nhiều hành tinh rồi, một cái chiếc thân đứng đây cũng là giả thôi. Các cả các con đứng ngồi đây cũng đều là giả, không có là thiệt luôn. Chẳng qua là con không biết, không nhớ, và không có ai chỉ đường dẫn lối. Trước khi các đệ tử về núi gặp sư phụ hay là biết đạo thiên tâm, tất cả các con sống cuộc đời rất là lung bung, và cũng chẳng biết mình làm gì, và mình thiếu thốn cái gì. Mình sống thiếu mục tiêu, sống không có chân lý, không có lực để sống. Ngày nào cũng uể oải để cái alarm 5 giờ sáng thức, đi làm, đưa con, cứ nhiêu đó thôi à. Rồi đến một ngày chúng ta già nhăn nhó, rồi chúng ta hên thì không bệnh, mà lỡ như có tờ giấy bị bệnh, rồi chúng ta cũng ra đi xuôi tay nhắm mắt một cách âm thầm chẳng ai biết. Rồi đi đâu cũng chẳng biết đi đâu luôn. Nếu không có tội thì đầu thai thành của quyền, chứ làm sao được về trời, đâu phải dễ về trời. Hôm nay các con đã biết được, chắc chắn là sẽ về trời. Là vì đeo dấu thiên tâm, là vì sư phụ đã có lời nguyện. Ai là đệ tử sư phụ đời này, sư phụ đưa đi hết.
Thù có cái lực đó. Chỉ tội cho người ở dưới núi và những người ở xa xôi, họ không có cái phước đó. Và những người thân trong gia đình mình mỗi ngày chửi sư phụ, dằn vặt các đệ tử, đi theo thằng đó rồi thằng đó nó khùng thế này thế nọ, đủ hết. Mấy con bị sĩ giả sĩ nhục nhiều, sư phụ thấy. Cả họ Thiên với họ Thiên ở gần sư phụ, đứa này cũng ăn hiếp đứa kia. Thấy rất là buồn. Nhưng mà làm sao? Mỗi đứa nó có cái tánh của nó. Sư phụ nói cái đạo của chúng ta là đạo thiên nhiên, đạo tự nhiên mà. Còn đứa nào làm đúng thì được các chư vị thương. Tại vì xung quanh chư vị bu quanh sư phụ đầy hết mà. Đứa nào làm gì, suy nghĩ gì sư phụ biết hết. Thiệt luôn á. Thì gán làm cho đúng. Về nhà mình không có nên quảng cáo đạo thiên tâm, quảng cáo thế này kia. Mình nói mà người ta chưa đủ phước, chưa đúng lúc để nghe, nó rất là phí. Và đồng thời cái người mà nghe đó, họ đã phạm thượng rồi á, họ khó có phước ở đời này lắm. Khi mình nói chuyện với một người phối ngẫu của mình thứ nhất không phải nghĩ ra cái gì nói liền, cho nên khi đã biết tu tập, nghĩ ra cái gì khoan đã nói, mà nói ra biết người ta đau lòng cũng không nên nói, phải chờ đúng lúc mới nói. Còn nếu mà không đúng lúc mà nói thì cái kết quả nó tăng gấp đôi á. Cho nên tập cái đó, không phải mình nghĩ cái gì mình nói cái đó, phải chờ. Tổ đặng á, cũ niên diện bích, sư phụ 40 năm diện bích. Ngày xưa sư phụ biết sư phụ Thiên Tử lâu rồi mà nói không ai nghe hết. Mấy ông rồng cũng lắc đầu luôn, mấy anh em của sư phụ nó không tin. Nó ý sao mày giàu ấy, mày không muốn cho tao tiền ấy, mày nói tiền này của Phật, của Thượng Đế, tao đâu thấy ổng đâu. Đưa cho tao đặt football này, không không cho nó quýnh mình á. À, cho nên khổ lắm. Sư phụ hiểu, đã từng qua mấy cái đó. Thì tất cả hội thiên các con đều bị cái đó. Chỉ có một cái là mình phải làm sao, mình phải làm sao sống thật tốt, thật thay đổi. Thay đổi trước khi biết núi, trước khi biết Thiên Tấn Kiệt. Ngày xưa chúng ta còn đi quờ quạng trong cái khu rừng, không có đường mòn, không có lối đi, đi phải bươn lên cây, bươn lên bụi rậm. Thì cũng giống như nãy sư phụ nói, sáng thức dậy depression, cũng chẳng biết mình làm gì cho nó qua ngày. Thì cũng y như một người đi lạc trong rừng, không có lời, không có lối. Từ lúc Thiên Tâm ra đời, đạo ra đời ngày 19 tháng 2 năm 2017 là một cái freeway, một cái đại đạo. Đại đạo tức là đại freeway. Và chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ do Đức Thầy lái, cầm lái, chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Thì đại đạo ra đời. Hôm nay tất cả các con đã lên con đường đại lộ, đi thẳng và đi nhanh, đi lẹ hơn. Không có giống như những người đang còn chấp ngã dưới kia, chấp tướng, chấp hình, chấp đủ thứ hết. Thì họ cũng như một người đi trong rừng, trong bụi rậm, không có lời, không có lối. Và đi hoài cũng không thấy sao, cũng không thấy mặt trời. Đi trong bóng tối, đi đến nào mà mòn chân mỏi gối, đến khi nào mệt kiệt sức, rồi ngã quỵ rồi chết. Chết một cách vô thường vô ngã. Người thân giỏi lắm là thương tiếc một thời gian rồi người thân cũng sẽ quên mình. Rồi linh hồn của mình đi về đâu? Linh hồn mình cũng sẽ cũng giấc dưỡng. Nếu mà không có tội đó, người có tội thì biết đi đâu rồi. Đi giấc dưỡng, đi lang thang, đi tìm những cái nơi mình đã từng đi. Mình thích gì đó, mình chết cái hồn mình đi đó. Mình thích shopping LV thì mình thích vô tiệm LV tối ngày, vô shopping mall. Mình thích nhảy đầm, mình vô mấy chỗ nhảy đầm. Ở đây đa số mấy con mà có thiên nhãn thông đi vô Las Vegas quá trời mà. Tại má thích nghe tiếng lon con á, hồi sống á, vô sòng bài á, thì trong đó là nhiều nhất. Đó là sự thật.
Chúng ta muốn biết chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đeo dấu thiên tâm và phải biết ông trời là ai. Không cần biết sư phụ là ai, nhưng mà biết ông trời là ai. Đấng tạo quá. Chỉ cần biết như vậy thôi là mấy con được về trời. Thế giới nếu mà ai cũng biết ông trời là ai và biết sợ cha là sợ cha phạt, sợ cha, cha là Phật, cha từ bi, cha không có phạt. Nhưng mà những đứa nó vô nghì, những đứa nó hung dữ quá, cũng phải trừng trị chút xíu để cho nó giống như con sanh ra mấy đứa con lì lợm vậy, cũng phải có một chút. Thì hôm nay các con đã đi trên xa lộ, đi trên một con đường bằng phẳng, rộng lớn. Gán giữ đó mà đi, giữ vững lòng tin. Đừng có đi như ngày xưa nữa, đừng có đi lạc, đừng có nghe ai nói gì hết. Người nào có phước thì có phước, người nào không có phước thì từ từ họ sẽ hiểu. Tất cả các họ thiên trên thế giới, những lời này sư phụ dặn dò, phải chờ cái trứng rồng của sư phụ nở đi. Còn bây giờ sư phụ chưa có làm được gì cho tất cả các con họ thiên, sư phụ cũng thấy áy náy lắm. Cả sư phụ hàng ngày ngồi thiền cũng thấy buồn. Mỗi ngày nhìn kiến mình già thêm, sức khỏe thì cũng còn tạm được. Nhưng mà ngày về Việt Nam còn xa vời. Xưa sư phụ hay nghĩ xa vời, nhưng mà bây giờ mấy vị nói không. Tính từ ngày đồng hồ đã countdown, đã đi ngược, sẽ rất là lẹ đó. Cho nên mới có vụ biến chuyển bát tô bát thưởng. Ở trên thế giới, mỗi một ngày, tất cả các quốc gia đều có sự biến đổi vô thường mà những cái người đời không bao giờ ngờ được. Nếu mà tất cả người trên thế giới mà theo dõi những lời của sư phụ nói, tuy sư phụ nói lung bung tùm lum, nhưng mà trong một cái clip 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, chỉ cần một chữ sư phụ thôi, họ hiểu được, cũng có thể cứu được cả dòng họ, nhà họ đó. Biết được thiên cơ thì mình vận dụng thời cơ. Biết chuyện đó sẽ xảy ra, mình sẽ không có tốn tiền đầu tư vô Bitcoin. Biết một cái chế độ sắp sụp đổ, mình không có nên hy sinh cho cái chế độ. Mình không có nên ôm cái gốc cây mục để mà mình chết chùm. Mình nên thay đổi. Mình đang là đảng Cộng sản thì mình nên theo đảng Thiên Việt để mà cứu dân, cứu nước. Có người chỉ cần một ngày sám hối sẽ thay đổi nha. Chứ họ không phải nói cái này để mà dụ những đảng viên theo sư phụ. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ họ là biết trước hay biết sau thôi, giống như mấy con vậy thôi. Lúc xưa mấy con đi trong bụi rừng rậm, họ cũng như là rừng rậm. Tại cái lòng tham với cái hung dữ của họ đã làm cho họ vô minh, họ đâu có hiểu được. Mấy con hôm nay không còn vô minh mới ngồi đây. Nhưng mà họ cũng sẽ có một ngày hết vô minh. Nhưng mà hết trước khi trứng rồng nở hay là sau trứng rồng nở nó quan trọng lắm. Giờ cái vé số sổ ra 6 con rồi, con đi mua, con nghĩ có trúng không vậy? Trúng không? Bây giờ nó còn 4 con, 5 con, chỉ mua 1 con thôi mà cho luôn á. Chứ giờ đợi tới sổ hết rồi mua còn gì để nói chuyện nữa. Bài tẩy, hồi xưa sư phụ không có lật hết. Bây giờ mấy vị nói con lật hết, con cứ nói hết. Chúa Hồ Sư, chuyển lưng, thánh dương, vân vân, vân vân. Nói láng hết đi, vô kiệt hồi quý gì đi. Họ không tin, họ cũng vẫn không tin. Chúng sanh nó vậy đó. Lì lõm lắm. Họ thiên có đường đại đạo, có thiên tâm là đại đạo, có Thiên Việt là một cái tổ chức. Thiên Việt có nghĩa là hội anh tài, hội anh tài vô thường nói tức là hội Long Hoa đó. Và sẽ có hội Viên Hồng đi chung với Thiên Việt để mà nắm vận mệnh của quốc gia trong tương lai, để đưa đất nước thay đổi một cực kỳ màu nhiệm. Đúng ra đó, 5 năm nay, hồi xưa ông Sơn Thần ổng thường nói sư phụ cái này. Tại sư phụ hay buồn á, ngồi nghe nói chuyện với ổng hoài. Thì
Ông nói chứ đời của Thái tử có thiếu một cái chìa khóa. Hãy có cái chìa khóa là nó sẽ mở ra hết tất cả. Phải không? Thì nếu tại cái cổng á, cái cổng đóng với cổng mở nó rất là quan trọng. Người không có biết cái khúc 3661 lên á, họ lên đây thì họ cũng thấy tượng, thấy anh hùng, tuy là họ không có đạo gì hết, nhưng mà từ từ họ sẽ có cái cảm nhận, rồi họ theo đạo Thiên Tâm. Nếu cái núi này mà mở 5 năm về trước tới giờ á, là cái số lượng ở vùng này theo Thiên Tâm rất là đông á. Cả còn những người ngồi ở đây đều là những người có duyên biết số mới lên. Thì ông Thanh Đồng cũng nói câu này, ông nói thì giờ mình chọn những người có đủ duyên đi lên núi, tức là đủ phước để mà theo đạo Thiên Tâm. Thì ông nói cái đó bây giờ đúng á. Đạo Thiên Tâm mỗi ngày á, trên thế giới rất là đông, bởi vì nó hàng ngàn hàng vạn á, trong nước Việt là nhiều nhất. Tự về đạo Thiên Tâm là chánh đạo, do Phật Di Lặc là giáo chủ đời thứ nhất, số hộ đệ tử Phật Di Lặc là con của Thượng Đế, là Chúa Xô Tế làm lại để mà cứu của Chúa, cứu con chiên của Chúa. Thì sư phụ là người thứ hai, giáo chủ đời thứ hai. Nên sau này sẽ có Phật Di Lặc xuất hiện thiệt đó con. Rồi chốt lại, tóm tắt lại, chốt tiếng của mấy đứa nhóc bển mình nghiết quen. Tóm tắt, tổng kết lại, thành công buổi lễ. Chúc mừng tất cả các con họ Thiên hôm nay đã được cha blessing. Ok rồi, thôi sư phụ phải đi về nha. Xin tạm biệt tất cả. Bản nhà không? Giọng cao rồi phải không? Để giọng mà bị ho hôm giờ. Ổng cũng giống như Thích Từ hay những vị Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay là Ngài Tự Sĩ gì. Những vị cao tăng người ta có thần thông giống như hai ông ngày hôm qua ông kia gặp mình đây đó. Là đều nói chuyện được với cha hết. Trong Phật giáo mình á, sư phụ gặp mấy chục ông đều nói chuyện được với cha mẹ hết. Xuống hộ Thái tử, hộ con tôi nha, hộ nha, mấy ông bữa hổm qua đó 10 năm mới gặp. Chứ không phải Phật giáo mình là dở hơn mấy thầy Tây Tạng đó, nhưng mà người ta không có lên trên mạng chừng không. Cô thường nói những vị cao tăng mà nói chuyện được với Phật á rất là đông. Còn mấy ông mà không có nói chuyện với Phật á thì mấy ông nói chuyện với chúng sanh đầy trên mạng hết. Còn mấy ông mà thứ thiệt là bữa qua đây thăm sư phụ nè, mấy ông phải ẩn danh, không có cho để hình lên, không có cho nói tên. Sư phụ giao du hết mà. Thì lúc đó Hòa Thượng Thích Thắng Quang á, ổng ngồi thiền, ổng nói chuyện gì với Phật A Di Đà mình không biết, tại ổng đệ tử Phật A Di Đà. Rồi cái tự nhiên sáng á, ổng gọi sư phụ, ổng kêu làm cái hình thù này. Lúc cái đầu tiên mà làm buổi lễ mà có cái clip á, là bằng gỗ, nó còn nhớ đi, nó không có bằng đá, bằng vàng nữa. Rồi lẹ quá, sư phụ đâu có biết, trong vòng 3 ngày ổng kêu phải chuẩn bị làm cái lễ quán đảnh. Đại thiên tử xuống trần á, làm lễ quán đảnh cũng như là mở cái password ra để mà có power. Sư phụ người thế gian hiện là mấy con biết như vậy. Trừ khi phụ vô hãng thì phụ có cái title là chủ không. Còn ngoài đời phụ đâu có lạ gì đâu. Cả mấy con cũng phụ chỉ đường thôi, tự mấy con phải đi mà. Nhưng mà cõi vô hình á, khi mà phụ để cái này á, là thiên binh thiên tướng phải quỳ á. Và cái chân sư phụ cũng vậy, giống như phụ hay kể ông thần thọ thần á, cái tay phụ cũng là cái ấn. Cái tai với cái ngọc ấn với cái miếng này với cái này nó đều giống nhau hết, là có comment, có hiệu lệnh đó. Thì lúc đó Hòa Thượng Thái Quang kêu sư làm này thì vậy. Tại sao 68 là gì? Phật Di Lặc là người 68, sư phụ là 68 lập ra đạo, là vì Phật thứ 8 của cái thế gian này, của đời này. Mình đã trải qua 7 đời Phật rồi, thì Tỳ Bà Thi nè, trong kinh thụ có ai nói đó. Yeah. Thì Phật Di Lặc số 8 gọi là Buddha King. King số 8. Lệnh Pháp Dương Kim Lệnh. Dương là thiên tử. Pháp tức là thuộc truyền cái pháp lại. Kim Lệnh
thái tử thiên nhãn tên của sư phụ trên trời. Con lần cha mấy tuần trước cha nói á, tên con á là thiên nhãn, cho nên con nhìn sự việc gì cũng thấu suốt. Rồi cái này năm 2017, cho nên sư phụ có ba cái này. Cái cục này á, sư phụ làm nhiêu ta, 50 cái miếng vàng tròn tròn, sư phụ có đó nhiều lắm, nó ngao á, khoảng 50-60 cái đó, 60-70 gì đó, nó nấu rồi được cái này. Thì này nếu mà bữa hổm cân á, khoảng 34-35 lượng á, lượng của Việt Nam. Sau này nó sẽ đi theo sư phụ suốt đời này cho tới vị Di Lạc thứ ba, sư phụ là số 2 phải không? Người thứ ba sẽ nhận cái này, sẽ tiếp tục. Tại vì cái này có thần thông của cha, của hội đồng chư Phật. Còn người phàm á, mà có cái này nó cũng như cục vàng thôi à, nó không có hiệu lệnh. Mà cục này á, mà nếu mà so với vàng á, một cái kho vàng, một cái kho tàng cũng không có đổi giá trị bằng cái này. Tại kho vàng không có cứu được mạng người, cái kim bài này cứu được mạng người á. Thì Khánh này làm chứng, không phải như vậy đâu, nhiều lắm, sư mẫu nhà nữa, còn nhiều đứa kia nữa. Đây có nhiều đứa nữa, con đâu phải không? Thì đứa nào á, mà một năm á, phải bữa nay tại sao phải về đi họp với mấy gì, tại chúc mấy gì về nằm. Đứa nào mà hiện giờ mà bệnh nặng đâu giờ ta lên, thua làm lẹ thua đi. Nhiều quá. Có thiệt không vậy? Vậy sao chú về? Thôi, bữa nào nhẹ gõ người đó chứ, sư phụ, con nhẹ. Thôi, bên đây Mỹ lên đây. Mỹ, đúng rồi, bên Mỹ đang nhẹ nhất. Mỹ là một cô tiên ở tầng trời thứ 13 xuống trần á, bị khổ nạn. Mỹ Mỹ nằm mơ thấy được mẹ. Mấy ngày sư phụ khấn cho Mỹ Mỹ nhiều, phụ cũng nhờ mẹ khấn cho nên con kể chuyện con nằm mơ. Dạ, con sao mà con mặt la đó thì tối con về con ngủ đó, thì con nằm với mẹ, nhưng mà cái nhưng mà mẹ không có mà thấy được giống như là người phàm mình, mà áo mẫu đồ của mẹ bằng ấy, rất là đẹp, khó mà giải giải thích những cái mà ở trên điện Phật các thì nó tự tưởng, nhưng mà của mẹ là lấp lánh màu hộp sòn với lại kim tuyến. Mẹ tới rất là nhẹ nhàng, em không biết tại sao mà em gặp mẹ. Xong rồi em nhìn qua bên phía phải đó, em cũng thấy là một cả ngàn người tiên đứng đó chờ mẹ hay sao em không biết. Thì em có gặp cái phần đó. Ê thù nói với Mỹ mới biết đạo cũng gần đây, nhưng mà cốt tiên đã có căn cơ rất là cao sâu dày rồi, nhưng mà xuống trần không có hiểu, cứ chạy theo đời sống á. Thì có một cái bệnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà sư phụ với anh bác giải rồi. Người có phước mới có mạng là la trên đầu. Đây, con thấy cái mặt này, cái hình này nè, các con thấy không? Ngay điện mẫu, ngay điện mẫu mình nè, là mẹ về cứu, cho nên hôm nay còn đứng đây được. Bữa là xém đi rồi, cho nên bữa nay sư phụ là để cục này lên để cho nó dứt bệnh luôn cho rồi. Mấy đứa con mà hành tâm á, không phải người tu lâu hay là theo thiên tâm lâu hay là những gì thầy ngoài kia có thể tu từ mới sanh ra là tu, nhưng mà cái căn cốt họ thấp, cũng không bằng những căn cốt người này nữa. Chứ một đứa đây cũng kêu đó là Melissa rồi, Vanessa rồi, mới đây mà cũng ở tầng trời cao lắm, mà nhỏ này xuống đây nó còn tấn nó chưa chưa tu mới đây mà. Lẹ. Đó thì những người mà có duyên nhiều đời nhiều kiếp với thù á, hôm nay gặp lại đây. Các con cũng có duyên nữa, nhưng mà có người có duyên từ trên trời nghe. Có người có duyên với sư phụ từ những kiếp thù làm vua Minh Mạng, vua này vua kia vậy đó, cũng có đứa. Chứ không phải không mà chúng ta đứng ở đây đâu, nó thật vậy đó. Ở ngoài kia rất là đông đông người, và rất là người
mình không ưa, mình đi ra đường mình gặp cái đốc rồi hay ăn hiếp mình đúng không? Đâu phải mình có duyên rồi một đốc ở đây hiền không à? Bây giờ thử mấy con bỏ đồng hồ hay lăn lộn cục hột sòn trên đài sân này đi, bảo đảm không mắc. Không có mắc. Chẳng là... thử đi, thử. Không, chú thử rồi. Hồi xưa cái núi này á, có nhiều người lên đây á, người thử lụm lại, để trong gỗ á. Thiệt mà, iPhone nè. Hồi xưa cái núi mình mở cửa mà Tết á, trời ơi, họ rớt quá trời luôn. Rồi cái từ từ họ lên đây, iPhone mắc kiến, thiệt lắm á. Học son nhẫn rồi bồn rất tá lạ. Còn đây mấy người cười nghĩa là sao? Tức là mình không tin tưởng ngồi thiên mình phải không? Thật sự ở trên này không có mắt. Vanessa đâu? Vanessa. Nên làm tiên á thì rất là khó, làm người rất là dễ, làm thú càng dễ hơn. Còn làm cửu quyền á là giống như ăn lành ở hiền, rồi mình không có biết tu tập, nhưng mà mình cũng không có phạm mai, tức là nước giếng không đụng nước sông. Thì đó là những cửu quyền giống như vợ chồng ở vùng quê hay là những vợ chồng sống rất là bình dị, họ cũng tái sanh làm cửu quyền thôi. Đây là cũng là cô tiên ở tầng trời thứ 13, 14. Mà cô tiên này chỉ biết tu, còn mình nhon lắm. Cho nên thấy những người cốt tiên á, mấy con thấy không? Xuống đây cũng là giữ cái tinh chất thông minh, những cái hiền, nhưng mà cũng đi giống như nãy thụ nói, đi trong cái rừng rậm á, không có đi trên xa lộ. Thì hôm nay đã về xa lộ rồi, nhưng mà chưa có nhắn ga. Mấy lấy xa chưa đọc kinh, nhà có đọc kinh không? Có hả? À? Ừ. Cho nên mấy con phải đọc, để cái nghiệp nó đổ á, nó đổ nhẹ thì thụ cứu nổi. Mà mấy đứa mà không có chịu lại sám hối, không có làm theo cuốn kinh Thiên Tâm á, mà không có lại sám hối mỗi ngày đó, nó đổ mạnh quá, thụ trở tay không có kịp á. Nó phải từ từ nhẹ nhẹ phải không? Tức là mình cứu chiếc thuyền là được, thì ít nhất á, mà chiếc thuyền nó cũng đừng có bể nát hết. Nó phải còn một chút, giống như bữa cái ông công giáo đó, ổng chỉ cần đưa cái chán cho thụ vẽ thôi, thì ít nhiều ổng cũng thường được về trời. Chứ còn bữa ông nghe thôi mà ổng biết ổng có tin không? Ông khó về lắm á, nhìn có nhìn đi. Và đồng thời thí dụ như ông bị ung thư gan phổi cấp 2 thì mình về đây lấy cái này hay trên điện mẹ mình xin được á. Tại vì mấy vị cần có một chút xíu cái mechanical software nó error thì mình dễ sửa. Nhưng mà mechanical á là phải ít nhất chiếc xe phải còn chạy được, thì cái computer máy xe thì mình mới sửa đúng không? Bây giờ chiếc xe thường nó rỉ nát ở đây làm sao? Cho nên trước khi bệnh á, mình phải đọc kinh mỗi ngày là nó quan trọng chỗ đó. Ở đây mình đâu có guarantee, đâu có biết được ngày mai mình có gì đâu. Có ai biết ngày mai mình bị gì không? Không đó không? Vậy là cuốn kinh là mình biết chắc là mình đọc được không? Nó dễ ợt, đọc rồi ghiền luôn á. Thì mình mua cái insurance đó đi. Vậy chứ giờ con đóng mỗi tháng 500, 600, mua life insurance để làm cái gì? Thì cũng giống cuốn kinh là life insurance rồi, không tốt đồng nào á, mà lại thực tế nữa. Còn mua insurance kia không có thực tế, con mà ngân đóng là ngày con chết không thường đồng nào. Ok rồi, đi về. Chỗ đông người nhất ẩu quá vậy. Quá trời. Không mấy cũng cần phải mê nhất con mê. Cái này nó có cái hội dụng khác nữa, nó nặng lắm, nó 34-35 lượng vàng, nó gõ mạnh vô cái là nhỏ này nè, không muốn kiểu nào đang mình bị thách đó. Bỏ lần làm vậy á, chứ bộ bây giờ ngâm phải xong cái này. Ăn xui chứ cưng. Tại nó mục đích nó là gì phải không? Hút cái xui thôi. Nó không dùng cái máy vắt zoom vậy đó. Nó hút cái xui trong người của mình ra. Ok, ai có vậy? Sao
bao nhiêu tà ở bển. Thầy đệ tử này á, là theo sư phụ từ ngày đầu cũng bị dù dập cũng dữ lắm, sư phụ đuổi xuống núi hoài mà cũng vẫn lên lại. Thưa sư phụ, chúng ta đi học lại sư phụ. Hả? Dạ cháu con muốn đi học lại chứ. Luôn luôn
trời là tranh không thêm đạo nào.